mở bài này vậy? Tự nhiên người ta đang buồn trong mở bài này làm ta nhớ con ghệ cũ ta quá. Bữa nay nói nào ngay, có con mẹ kia nó qua nó hỏi đứa cháu ngoại em, cho cháu ngoại nó, mà hồi sáng giờ hẹn giờ mà nó tới cái giờ không được tốt cho nó đứng chợ ngoài, mình đứng ở trong mình rình, bà mẹ nó con này ăn thấy ghê luôn. Bà già mà ăn thấy bắn sợ, chú già mà bu quất lần bốn nãy, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi. Thôi được rồi, giờ này tốt rồi, cho mẹ vô đi, chứ không mà đứng xong hồi mẹ ăn hết chuối, mẹ quất luôn con mẹ bán chuối. Vô đi bà già. Con mẹ già, tôi kêu bà vô, sao bà đưa con lân vô chơi vậy? Tôi nè, cha già, lân đâu mà lân. Trời, nhìn tưởng con lân đầu bạc. Anh xong kỳ quá, nó nghe nè, tôi xui gia, qua hỏi cưới anh. Ê quên, hỏi cưới cháu gái của ông cho thằng cháu ngoại trai của tôi. Ông thấy sao? Nhìn đi. Nhìn, trời ơi, bàn tay ốm nhách, nhìn thấy cái tay ông ốm hẳn chừng gà nướng. Bàn tay này quen lắm, vui lòng quay mặt lại giờ một xíu được không? Đó, già thì già chứ già nó có cái duyên già đó. Đi ra đường gái nó còn muốn đĩa. Thôi được rồi, tiếc gì một chút nhan sắc, nhìn đi em. Trời, sao quen quá vậy ta? Cái mặt này quen quá trời ông ơi. Quảng cáo trên TV hoài vậy. Quảng cáo gì? Sữa dưỡng da. Không phải, cái mặt ông quen là không phải quảng cáo sữa, mà tại tôi tới mấy cái cột điện tôi đứng đó, tôi thấy có cái bảng nguy hiểm chết người, có cái đầu lâu hai cái tay ngoéo ngang, ông để hai cái tay chéo lên coi y hệt. Trời ơi giống quá ông nội ơi. Cũng phan cho bạn gãy giờ. Cái đó nó có cái xương sọ không, còn tôi có miếng da đắp vô mà. Ông ơi, nãy giờ tôi thấy ông quen á là tại vì ông có phải là tư nhái không? Giờ già thành ếch rồi được không? Ông làm ơn ông quay lại ông nhìn tôi cái coi. Cái này là bà năn nỉ tôi chứ cỡ bà không có cửa cho tôi đâu hả bà. Đây là bà năn nỉ tôi thôi. Nhìn bà chắc ói chết à. Bà có phải là bãi sữa không? Giờ hết sữa rồi. Nhìn quéo vậy là biết rồi. Tình yêu của tôi đây sao? Tình yêu của tôi đây sao? Sữa nhai. Tê 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 tê. Trời ơi, già rồi mà còn tê chứ rẹt. Bởi vậy già mà nhí nhảnh chi ông ơi. Còn mấy cái xương nó gãy hết bây giờ. Ông ơi, nói nghe nè. Vậy. Ngày xưa tôi với ông á, yêu nhau, lấy nhau ông đặng. Thôi giờ mình có duyên à, xui gia. Tôi qua tôi hỏi cưới à, vậy thôi chỗ ông đàn gái tính mỏng mỏng ông hen, cho thằng cháu trai tôi. Yên tâm đi, tôi quan trọng là cái lễ thôi. Chứ còn đãi đàn không quan trọng. Bây giờ cái lễ tôi tính vậy. Tính đi. Bà tìm cho tôi 18 thằng thanh niên độc thân chưa vợ. Để nó bưng mâm á. Mà đặc biệt 18 thằng thanh niên này phải còn trinh mới được nha. 18 thằng tôi kiếm được, còn cái vụ nó còn riêng đi. Thời buổi này khó nha. Ở dưới đây tôi thấy không được nào rồi đó. Bộ rảnh sao đi rình từng thằng, biết nào riêng không riêng. Trời ơi, 3 ngày nó luộc con ra rồi, kiếm thằng không ra nó quất 18 thằng. Trời ơi, còn anh đó cười quá chắc còn á. Anh Ken à, hỏi chị kế bên coi thấy nghi vô mặt gian quá. Nói nghe nè, tôi cũng ráng chịu khó, tôi đi kiếm 18 thằng nó về cho ông. Mà 18 thằng nó bưng mâm quả gì, ông phải nói ở chổng cái gì để tôi biết đường tôi mua. 18 thằng bưng 18 mâm trầu cao, mà đặc biệt mỗi buồng cao phải 200 trái. Cao nào mà 200 trái? Cao ghép. Bà nội ông rảnh ghép cho ông à.
Trời ơi, cao mà ông làm như nho vậy trời. Cao mà ghép 200 trái riết quá đáng, bực bội à. Ê con mẹ già. Gì? Tôi già rồi, hai cái chân này đi không nổi, tôi sống nhờ cái chân giữa nè bà. Sao bà chặt chân tôi là sao? Nói nghe thấy ghét hả? Nghĩ sao hả? Cao nào đâu mà kiếm ra được buồn 200 trái. Mua một dĩa mình cúng ông bà tổ tiên. Còn bao nhiêu á mình cho sắp nhỏ nó mua vài cái phong kẹo xin gum hay hộp dưa nó nha. Chót chét cho vui ngày rước dâu được không? Không được. Phải chi mà cái mặt ông giận lên mà ông đẹp cỡ mà Lam Trường thì hãy giận. Cái mặt giận lên nó xấu mà thuộc dạng xấu đều á. Cái sắc đẹp của ông theo cái từ mà từ dân gian người ta gọi là sắc đẹp sỉ nhục người nhìn. Tôi phóng vô bà cái gậy mà chết vậy. Xấu mà thấy ghét chứ mai làm gì ghét hết á. Trời ơi giận chi cái mặt xấu quắc à. Ai mà chơi bài cào đặt cái mặt ông vô cái là bù liền á. Xì dách là quắc. Tiến lên thúi ba con hẻo luôn. Binh sập sám, mẫu sầu, mẫu dĩ. Xấu nói luôn đi. Anh Sanh kỳ quá bây giờ nói nghe nè. Cái gì phải từ từ đúng không? Chịu không? Y vậy hen. Kệ giận chịu khó mỹ nhân kế. Thì gốm tướng bà có cửa cho tôi không mà mỹ nhân kế. Biết. 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 Bà mẹ nó không lẽ tôi rung động cuối đời. Con này nó rời vô đâu tê đó ông nào ơi. Nói nghe, ông sao ông khó quá, giờ đãi đằng sao nè, quan trọng là cái mình đãi sao đây nè. Hồi nãy là tính đãi nhẹ nhẹ thôi, giờ nó sốc mình đãi cho nó biết mặt mỗi ngày giật ba con trâu. Mà giật đủ 90 ngày vậy, đãi 90 ngày mỗi ngày giật ba con trâu vậy thôi. Đãi đám ma không hả? Trời đất ơi, ăn để chết thay gì mà kêu giật một ngày ba con trâu, ăn nguyên cái xã mình không hết nữa. Cái gì nó quá đáng không? Từ từ, ông xong quá, đãi chừng 50-70 bàn thôi, còn như cho vốn rồi sắp nhỏ nó làm ăn được không, hay đổ nợ he. Dẹp! Không có thì đi về. Nãy giờ xuống nước dữ quá, ỷ nhà gái ép nhà trai. Thôi tôi xuống nước dữ quá thôi, anh thôi, anh không suy lại nghĩ tình xưa nghĩa cũ, thôi xin lỗi anh. Bên đây cũng không vừa gì, nha. Nịnh nó dụ cũng có cửa có hạn thôi chứ quá đâu chịu được. Xin lỗi anh à. Yeah, khó chịu thế ghét. Sữa. Sữa. Trời ơi. Trời ơi, thắng gấp một cái tao nói này. Ở phía quay mà bà thắng kiểu này xe nó đụng chục chiếc có đó. Mẹ thắng gấp thế ớn không đi xong thắng à. Về kêu tôi về. Anh nói em nghe nè. Trời ơi già, bà đặt kêu anh em nghe nổi ốc vậy hà. Nói cho em nghe. Không phải là định dụ chị. Nhìn lại mình đi cưng. Bích cửa rồi cưng. Bà mẹ nó già mà còn gió dữ ta. Cỡ này nguyên cái nhà còn bích cho cái cửa ăn thua gì. Tại ông nói chuyện nghe thấy ghét hà. Ông nghĩ làm sao vậy hả? Ông nói phải nói cho đặng. Tôi với ông tình nghĩa mấy chục năm gặp lại. Nghĩ làm sao ông quất cái đám cưới vậy? Ông nhớ ngày xưa cha của tôi cũng đòi hỏi khó như vậy mà tôi với ông mới không lấy được nhau. Bây giờ ông đòi làm chi vậy cho khó khăn vậy? Tại bao lâu nay bà trách tôi tại sao tôi bỏ bà tôi đi. Bà đâu có biết ngày xưa cha bà cũng thách cưới tôi cao quá. Tôi lúc đó tôi là học sinh, tiền đâu tôi đi cưới bà. Bữa nay tôi làm lại này là để cho bà nhớ, bà khỏi trách tôi thôi. Chứ I love you baby. Vậy phải đặng không? Bây giờ đám cưới ông tính sao? Bà muốn tính sao tính, miễn sao á. Tôi gả bà cứ qua hỏi cưới cái con cháu ngoại nuôi của tôi một cái cho rồi. Hả? Nói vậy cháu của ông là hàng nuôi thôi sao? Hàng nuôi thôi. Hàng ký gửi chứ không phải tự mình sản xuất sao? Hàng ký gửi. Nói vậy mấy chục năm nay chưa có ai vớt, mà cũng chưa có vớt bánh bèo nào sao? Không có con bánh bèo nào dám vớt một con nhái như tôi đâu bà. Ôi tôi cảm ơn ông, mấy chục năm nay ông đã ở dậy đợi tôi. Ông ơi, vậy tôi bằng lòng.
tôi bằng lòng cưới cháu ngoại nuôi của ông cho thằng cháu ngoại nuôi của tôi. Nói vậy bà cũng hàng nuôi luôn hả? Trời, bà tây ghê ta. Nói vậy là bà vẫn còn nguyên thủy sao? Hàng chưa đập thùng đó cha. Cũng hên là thằng nào nó đập, không biết không, không biết là ở trong thùng có cái gì không nè. Trời ơi, sốc hoài vậy. Sì á. Bảo hành 80 năm còn cứng ngắc. Sì á. Nhai. Sì á. Nhai. Cái đầu của bà đâu? Đây đây à. Bà không. Cái gì vậy? Mấy chục năm không có vuốt được cái đầu tóc. Tôi vô để ra rồ men tịch là tôi vuốt cái đầu tóc bà đưa cái mông không? Bây giờ bà, bây giờ bà già rồi, con mắt bà yếu rồi, bà canh cái tạ độ không được, bà để tôi canh cho. Thì ông đứng im để đừng có nhúc nhích mà tao nói. Bà ông... nhúc nhích cho tôi có nhúc đâu. Đâu có, già nó tự rung vậy đó. Tôi thì nó nằm im lâu rồi. Rồi. Đây nè. Ừ. Bà canh nè. Sao? Con mẹ này bình thường thước rưỡi, queo xuống còn chín tấc. Rồi nè, kêu đúng đây. Đúng độ chưa? Kêu đây. Sắp lá cà cái quất liền ăn. Kêu, kêu đi, kêu đi. Nhai. Chưa. Nhai. Trời ơi, nó chơi cục tượng vậy trời. Thảo dẹp đi, mắt hứng rồi. Già rồi lâu lâu nó hứng lần thôi chứ. Thảo dẹp à. Thôi ông ơi, già cả rồi ôm ấp gì nữa. Mấy chục năm rồi tôi với ông gặp lại, tôi muốn nghe những lời nói trong lòng của ông. Tôi nhớ bà lắm. Tôi nhớ từng kỷ niệm lẫn bà. Ông nhớ cái cầu ngày xưa không? Nhớ chứ. Tôi đúng giờ hãy ăn là ngày nào tôi cũng ngồi đó tôi đợi ông. Cảm ơn bà. Bất kể mưa gió cỡ nào tôi cũng đợi ông à. Tôi cảm ơn bà nhiều. Xét đánh đùng đùng tôi vẫn đợi ông mà. Bà mẹ nó xét đánh ở đâu mà ngộp thế ớn. Trời ơi, cha nội đang xúc động cho quốc ăn câu à. Trời ơi, tại sao bao nhiêu chỗ thoáng ông trốn chen vô ba cái chỗ ngộp trốn chi vậy cha? Thầy chấm tử vi cho tôi rồi. Số tôi không có cửa ở mặt tiền. Số tôi ở đường hẻm không à. Mà không chừng nhiều khi đường hẻm nó còn áp phê hơn mặt tiền á. Quý à, ông này già mà cũng còn quyến rũ quá. Nói cho bà nghe. Sao? Tôi nói thiệt với bà, tôi đi tìm bà lâu lắm rồi, mà mấy chục năm nay tôi mới gặp lại bà. Tụi mình không có duyên làm vợ chồng á, thì có duyên làm xú gia. Ừ vậy ông nha. Thôi thì tất cả mình lo cho sắp nhỏ. Ừ. Bây giờ gặp bà lợi rồi. Ừ. Tôi muốn hát lại bài hát ngày xưa khi tôi đi tìm bà. Bà cho tôi hát cho hoàn thành ước nguyện của tôi nghe bà. Tôi cảm ơn ông. Ông hát cho tôi nghe đi. Tôi sẽ hát đấy. Mù xích. Trời ơi. Rồi sao cơn mưa giông tố sẽ vượt qua. Trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường ta về. Chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta nói lời tình cố nhân. Em sẽ về bên anh, ta nói lại tình cố nhân. Ta sẽ về bên nhau để nói lại tình cố nhân. Trời ơi, trời ơi, đã buồn rồi mà nghe cái nhạc này, trời ơi, nó muốn thúi ruột luôn. Cái ông quánh đàn này chắc ông cũng hoàn cảnh giống tôi nè.
Bởi vậy mỗi người đều có hoàn cảnh hết, cho nên bà con cô bác đừng nhìn bên ngoài của em mà quánh giá em tội nghiệp. Vì đời ai cũng có tâm sự. Sau đây xin mời quý vị nghe tâm sự đời em. Đời tôi ăn xin nên đi đâu cũng xin ăn. Đời tôi ăn xin nên đi đâu tôi cũng ăn mày. Đời tôi xin ăn nên đi đâu cũng trắng tay, đi đâu cũng ăn mày, giờ trở thành kẻ trắng tay. Nói chung tôi đây ăn mày. Dạ nhưng mà ăn mày có hoàn cảnh quý vị ơi, chứ không phải là ăn mày mà di truyền đâu. Không phải là từ đời này sang đời khác là chỉ sống bằng ăn mày, không có. Cái này là tại vì em coi như là một biến cố xảy ra trong đời em. Nhiều người cũng thắc mắc lắm á quý vị, cũng nói chửi em, nói tại sao cô mày đặt đẹp đẽ gì, mạnh khỏe gì, trẻ trung vậy, tại sao không đi xin việc mà mày đặt đi ăn xin. Mà người ta đâu có hiểu đâu, mà đâu phải chửi một mình. Nó chửi là coi như cả dòng họ chửi, họ còn rủ nhau, họ còn nhắn tin với nhau để cùng coi chửi, mà chửi đúng giờ livestream không á. Livestream lên chửi em hoài luôn á. Chửi sáng trưa, sáng xong chửi trưa, trưa xong chửi tối xong chửi. Chỉ có ngủ thôi là không chửi, thức dậy nhớ tới chửi tiếp đó. Nhưng mà không có hiểu. Em nói thật sự không phải là em muốn như vậy đâu. Em chỉ muốn là qua cơn này thôi. Nói chung là em ăn xin có hoàn cảnh. Em tại vì quý vị thông cảm đi, một người từ đang tuốt ở trên cao, đang có bao nhiêu coi như nhân viên ở dưới này, mình chỉ đứng mà chỉ tại xuống như vậy. Rồi bây giờ tự nhiên mình khép nép, mà khép nép đúng cái đứa nó không biết, thì làm sao mình có thể làm được. Nhưng mà em vẫn trên đường đi kiếm việc làm. Nhưng mà trên đường đi kiếm việc làm thì em cũng phải kiếm cái gì để em nhét vô bụng em, đúng không quý vị? Cho nên cái thời điểm này là em kiếm đội nhét vô bụng em, chứ không phải em xin để làm giàu. Dạ em nói rõ hoàn cảnh của em như vậy là tại vì sao biến cố. Em là người từ người giàu có, đất đai phì nhiêu, nhà cửa quá trời, mà bây giờ mất hết nhà hết cửa. Nghe mày nói không á, tao mỏi miệng. Dạ. Cái nhỏ nãy giờ mày nói mày có mỏi miệng không vậy? Dạ không đâu chú ơi, nghề của con không được phép mỏi miệng. Cái miệng của con bây giờ nó giống như automatic vậy đó. Ừ. Bấm lên cái là cứ chạy suốt ngày, suốt đêm, suốt ngày, suốt đêm, suốt ngày, suốt đêm, hết sạc, hết sạc, hết sạc vậy đó. Dạ. Chú ơi khổ lắm, cái hoàn cảnh của con, cũng tâm sự chú chắc đứng nghe từ giờ đúng không? Vậy là chú hiểu. Rình nãy giờ chú nghe. Đó, không mà công nhận chú là thuộc nhiều chuyện nha. À không không, chú là thuộc là thuộc có lương tâm đó. Ừ. Người qua đường có lương tâm. Đúng rồi. Tức là chú nghe con than vãn một mình. Ừ. Chú mới thay vì người ta động lòng trời còn có thể động lòng chú. Chú mới tiến sát về bên con. Chú rình chú nghe lén, chú thọc mạch chú nhiều chuyện. À không, ừ. chú tìm hiểu, chú tìm hiểu con. Đúng không? Và bây giờ là xúc động đúng không chú? Có lương tâm cái gì, dạ. Có lương tâm cái gì, tao khó chịu chứ không có lương tâm vậy. Cái tao đang tập thể dục cái kia, dạ. Mày nói tới nơi luôn là hát hò tùm lum tùm la, nhất cái lỗ tai, tập thể dục không được nữa. Dạ. Bây giờ nè. Dạ. Lấy 5 đồng. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Rồi, khép cái mỏ mày lại. Nhiên đi tụi ta. Vậy rồi chú ơi, chú vậy rồi. Nói chú nghe, bởi vì chính vì lý do này tại sao mà không đi kiếm được việc làm. Tại sao? Tại vì người ta ý có tiền mà người ta không cần biết cái giá trị đồng tiền là bao nhiêu. Đưa có 5 đồng mà kêu con khép miệng. Con khép miệng 5 đồng chỉ ăn sáng được rồi, trưa chiều nếu con khép con lấy gì con ăn. Con phải đi xin tiếp chứ. Có 5 đồng mình ở lòng kêu con khép miệng, chú có lương tâm không? Trời ơi, xin sang lắm. Vậy cho muốn xin nhiều. Chú nói chú nghe, không phải là con muốn làm khó làm dễ chú đâu. Nhưng mà là thà chú quánh con đi ha. Bây giờ vậy nè, con nói chú ha. Chú đừng có kêu con im miệng cái miệng, chú quánh con. Chú tức quá, thí dụ như chú đang tập thể dục đúng không? Ừ. Chú tập thể dục mà chú thấy con lằn nhằn hoài khó chịu, không tập trung tập được yoga đúng không? Ừ. Chú quánh con đi, chú lấy tay chú quánh con. Chú quánh con đi, chú đá con đi. Sao vậy? Mày kêu tao đánh mày. Mà hình như mày đang đánh tao á. Không, lấy chú đánh con đó chứ. Tao ngu sao tao đánh mày? Sao vậy? Cái tội ở Mỹ mà hành hung phụ nữ là nặng lắm em. Cảnh sát nó bắt là ở tù lâu lắm rồi. Chú yên tâm, chú yên tâm. Trời, khi mà con kêu chú đánh là con có đầu tư rồi. Trời ơi. Đánh ai chú có thể vô cảnh sát. Nhưng mà đánh con không bao giờ gặp cảnh sát. Là sao? Là tại vì nè, thí dụ bây giờ chú đánh con nhẹ cái đi. Quánh cái, 5 đồng. Đó, chú đá cái đi, chú đá cái.
25 đồng đấy, ghê không? Chú thuộc chó, thuộc chó 50, 50 đồng đó. Cứ mỗi câu chiêu chú đưa tiền, mỗi chiêu chú đưa tiền tùy theo cái mức độ thương tích nặng nhẹ là như vậy thôi, chứ không có gặp cảnh sát. Tao ngu sao tao đánh mày? Đánh kiểu đó tao bán nhà là trả nợ à? Dài không được à? Dài không? Dài cho mua ngu quá. Nhìn mặt nó ơi, không nhận gừng càng già càng cay á. Chết dài. Thích chú rồi đấy nha. Thích không? Thích không? Dài mà không dính là thích. Cái thứ mà gài không dính là phải gài cho tới. Chai đá rồi, chai đá rồi. Em biết là cũng hay việc á. Nhưng mà con nói chú ghen, con dựng cơ chú vậy thôi. Chứ thật ra con không có phải muốn đi xin đâu. Mà con chỉ muốn ai đó giúp đỡ con mượn. Con mượn đỡ rồi con chung con làm ăn, con làm lại cuộc đời thôi. Cho mượn là không phải mượn không. Chứ mượn sao? Mà mượn phải có một cái quyền lợi gì đó. Con nói ra thử coi chú với con hợp tác làm ăn được không nghe? Ủa làm ăn phải không? Tập trung nghe nha. Con nói đi, nói liền đi, nói liền. Cách thức mượn của con như thế này. Đây. Cho tôi mượn 1.000, ngày mai đưa 1.001. 1.000, ngày mốt đưa 1.002. 1.000, ngày kia đưa 1.004. Tuần sau tôi đưa 1.008, tuần tới đưa luôn 2.000. Ta ra tanh 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 tanh, chịu không? Được không? Mới nhìn nó tưởng nó khùng bà cố luôn á. Trời ơi, đi xin ăn mà mượn tiền. Ê, tao hỏi mày nè, mày có credit không mà mượn tiền? Đâu cần credit đâu, trời ơi, con cho tiền lời cao chút là đâu cần credit. Mày trả được bao nhiêu tiền lời mà... Bây giờ chú muốn nhiêu chơi nhiêu? 30% chịu không? Trời ơi, chuyện nhỏ, chơi luôn. Được chưa? Được không, được không, được không? 30% lời luôn. Ngon không? Hợp tác được này, hợp tác được. Làm ăn lớn, làm ăn lớn. Được đó, làm ăn lớn là chịu đó. Nhưng mà tao đâu có ngu mày. Mấy cái vụ này tao rành quá rồi. Dạ. À, thí dụ nha, bây giờ tao cho mày mượn 10.000. Dạ. Mày trả tao 30%. Đúng rồi. Mày đưa cho tao 3.000 tiền lời tại chỗ. Đúng rồi. Mày giữ 7.000 của tao. Dạ. Xong rồi cái mày là bóng chim tâm cá, tao mất 7.000. Thì đúng rồi. Thì chú đưa con 10.000, con cho lại liền 3.000 đó, còn gì nữa. Con có điều tiền đó, tiền của chú thôi. Thôi. Cái gài này. Thích nữa đó nha, thích nữa rồi. Thích không, thích không? Càng gài không dính là thích rồi đó. Chứ mà dễ dính thì đâu còn cái gì đâu mà gọi là... Hấp dẫn đâu, đúng không? Đúng rồi. Nó giận chú vậy thôi. Con đâu mày bà tính vô tính giỡn vậy thôi ạ. Thì con giỡn thôi, chị nào thiệt thì con mới làm. Không, giỡn thôi. Chứ thật ra nói chú nghe, con vậy đó, chứ con chân thành lắm. Con đi xin nhưng con thật lòng lắm. Con không có một cái ý đồ, một cái gì mà âm mưu để hại hay lừa gạt ai hết. Con có sao con nói vậy? Đúng rồi. Nè, con xin như vậy là chú thử con có chân thành hay không nghe. Nghe nè. Nói đi. Cũng được, cho em 5 đồng, nếu sộp thì cho 20 đô, cho em càng nhiều thì coi như là làm phước, nếu đẹp thì cho 100. Bao nhiêu em cũng lấy em rồi. Thấy em chân thành không? Chú thích mày rồi đó. Chú thấy con chân thành không? Chân thành quá. Hồi xin lỗi lộn rồi, xin em với chú xin lỗi. Mẹ chú trẻ. Cảm ơn. Cảm ơn. Không có râu đừng vuốt. Chú thích rồi đó. Chú thấy con thật không chú? Con sao con xin vậy à? Tùy lòng hảo tâm của người ta. Chú thích vậy đó. Cái mặt con thật lắm. Thật thà. Mình gian sinh nhưng mà cũng phải có nhân phẩm. Dạ. Giữ cái chân thật của mình. Dạ đúng rồi. Chú thích đó. Chân chất hiền lành. Chân chất hiền lành. Chú thích nhất là muốn gì là nói đó. Dạ. Có sao nói vậy. Rồi người ta muốn cho người ta cho. Đúng vậy. Đó, đúng vậy. Mình xin 100, người ta muốn cho 50 hay 70 gì cũng được. Đúng rồi. Nhưng mà người ta thấy quá dễ thương, quá linh lợi, quá duyên dáng, quá thật lòng, ta cho luôn chăng. Cái chăng hài như chú. Cái dễ thương hơn nữa là hở là hát, hở là hát. Chú thích âm nhạc mà. Dạ. Đừng nói 100 nghe chú. Hay thiệt cái nghe. Làm thầy bói được rồi đó, khỏi đi em xin. Dạ. Đúng rồi. Chú. Đưa cho con 100. Dạ. 100 đâu, con thấy con đồng mà. Thôi không sao đâu. Con thôi, biết cho Hiếu cho dính đồng đi. Thôi con biết rồi. Con nhìn là con biết mà thôi, nhưng mà dù gì chú cũng cho con 2-3 lần rồi. Chú là người có lương tâm. Chứ nhiều người đi qua chọc ghẹo con xong chửi mắng không cho đồng nào hết trơn. Rồi còn quay lại cười cười hả hê vô mặt con nữa. Dạ, thôi con cảm ơn chú nhiều lắm. Tạm biệt chú. Hẹn ngày.
trở lại. Và lúc nào mà con trở lại vinh hoa rồi đó, vinh quang ngon lành, con sẽ đền đáp sao? Con tạm biệt chú, con sẽ đền ơn chú sau này. Tạm biệt. Đứng lại à, hết phòng đồ lại hả? Đồ lại hả? Đồ tiền hả? Chú Diễn nội tâm tí xíu rồi. Rồi chú nhìn kỹ. Dạ sao rồi? Cái gì chú? Thôi bây giờ mới nhìn kỹ nghe. Không, con không có ý định mà đi khách. Không, đừng lấy con. Đừng hiểu lầm. Dạ. Đừng hiểu lầm. Dạ. Tạ ý con của chú. Con đâu có mà chú định đem con về để mà chú bán cho ai nữa chứ? Không, chú nhìn thấy sao mà đi ăn xin mà mặc đồ đẹp quá vậy chứ? Ôi trời ơi, chú làm hết hồn. Thật sự con đã nói cái hoàn cảnh của con rồi. Con không phải là ăn xin thường trực đâu mà rách rưới lang thang. Con ăn xin có hết, như là có trình độ. Vậy là con có bằng cấp mà. Bằng cấp gì? Trời ơi, ngày xưa là con là luật sư. Con là luật sư đó. Vậy nè hả? Nhưng mà biết sao mà con trở thành như vậy không? Tại sao? Tại vì cái thằng kia nó giết thằng kia chết. Hả? Con vì tiền. Con cãi cho cái thằng mà giết người nó trắng án. Sau đó là nguyên một xóm làng nó tới, nó làm cái nhà con trắng xóa luôn. Nó buồn kính hết, mỗi người lấy món đem đi. Cuối cùng con đứng lại giữa trời đất của mình con. Cuối cùng con còn được bộ đồ trả bao đó. Thì đó, con biết lỗi của con. Minh vật kẻ ác. Nhưng mà con nói chú nghe. Sao? Khi mà một người đã trình độ thông minh rồi thì người ta phải suy nghĩ, người ta động, người ta tư duy ghê lắm. Đúng vậy. Tại chú biết gì sao không? Sao? Con nói chú nè. Nếu con ăn mặc rất dưới lang thang, con ra con xin. À. Thì cái đầu tiên chú sẽ cho bao nhiêu? Chú có cho tiền đô và bằng từ 1 đô trở lên hay là chú cho từ đó trở xuống? Đúng không? Đúng, từ 1 đô trở xuống. Chính xác, có vài chục sen thôi. À, tại vì rách rưới lang thang. Tại vì nói con nhỏ này, ôi ngày nào nó cũng xin cho nó vậy điều để nó sống từ từ được rồi. Đúng rồi. Nhưng còn ăn mặc đẹp lần nó, con nhỏ này chắc hoàn cảnh. Ta nhìn ta nói hoàn cảnh. Nhỏ này hoàn cảnh rồi, nhỏ này mặc đẹp, nhỏ này hoàn cảnh. Nhỏ này không phải xin thường trực rồi. Đó, thì ta móc ta xỉa liền. 50 đô, 30 đô, 20 đô, 100 đô là chuyện thường. Vì người ta nói cho giúp nó một lần để làm lại cuộc đời. Đúng không chú? Đó, chú thấy không? Giống như đó, nghệ sĩ đi, chú thấy đó, báo đăng quá trời đó. Nghệ sĩ mà có tên tuổi lớn đi, lỡ bị xa cơ chút, trời ơi là gom quyên góp được cả tỷ không á. Còn thử dân thường nhỏ mà nói bệnh coi, được có mấy chục triệu mà. Hay nha, xin kiểu này cao cấp. Cho nên mình phải, coi như mình phải ngon lành lên. Mình phải làm cho mình có cái bề ngoài lên. À, chú biết không? Chương trình xin ăn. Dạ. Có lớp lang bài bản. Chính xác, đúng rồi, như con nói thì chú đừng bắt trước nha. Con khuyên thật. Ông con nhìn cái mặt chú con cũng thấy nghi là thấy bộ ngon ngon định làm nè, đúng không? Không mày thôi thì được rồi. Bởi vì con nói chú nghe, đời cũng còn khổ lắm. Giờ tôi nói chú con cũng đau đớn, đúng không phải con thấy ăn xin. Nết! Con đau nhiều khi con muốn. Bởi vì nhiều khi con muốn. Con muốn. Nên! Hết hồn chú. Cái gì mày nói? Dạ. Cái mày khóc như vậy ông nội tao cũng không biết mày muốn gì nữa. Trời ơi, muốn thì cũng phải từ từ chứ, nói ra liền thì đâu còn có muốn. Nhưng mà tao nói câu này mày đừng buồn nha. Dạ. Nhưng mà tao chưa thấy ai mà khóc mày xấu như mày hết trơn. Có ai khóc mà đẹp không chú? Tao. Hả? Ghê vậy? Ừ. Chú khóc sao mà đẹp vậy? Khóc nội tâm. Là khóc sao? Mày nhìn kỹ nè. Ờ, cái mặt sao? Cái mặt không? Cái mặt rất là bình thản. Trời ơi, không có một chút động đậy. Nhưng mà tiếng khóc ở trong lòng. Ồ, gọi là tiếng khóc ngâm không ngừng lệ. Ôi, đâu không sao đâu, đồng con. Dạ sao? Ồ, công nhận hay thiệt. Ồ, nội tâm ghê thiệt, thâm hậu ghê á. Chú cháu nghĩ chắc là chú ăn bậy gì nghe gì nó báo động rồi đó. Bậy. Không mà nội tâm mà. Dạ mà nội tâm. Ê, nhưng mà sao con thấy cái gì nó quen quen nha. Gì? Con thấy quen quen nha. Khóc nội tâm. Trên đời này chưa thấy ai có thể làm một cái chuyện. Chú! Hả? Nhớ rồi. Chú có phải là chú Ba Sam bán hột vịt lộn ở ngoài chợ Phước Long Thọ không chú? Hồi xưa là Sam, bây giờ là Sam. Nhưng mà đúng không chú? Ủa? Mày là ai mà biết tao là Ba Sam bán hột vịt lộn? Con là Lũ. Lũ? Con là Lũ nè, Lũ nè. Cứ Lũ đi hả? Cứ lẽ là Lũ. Dạ. Em có con Đạn đấy phải không? Chị em Lũ Đạn bán hột sòn đấy phải không? Dạ không, con tên Lưu, chị con tên Đan. Hai chị em Lưu Đan rất là đẹp mà có mẹ bán hột sòn. Mà tại mẹ con bán mà cắt cổ người ta quá nên ta mới đặt luôn hai chị em Lũ Đạn có mẹ bán hột sòn. Rồi chị bán hột sòn là sao giờ ra nông nổi này đi ăn xin vậy hả? Dạ chú ơi, đừng xoay vào cái nỗi đau đớn mà con cố tình giấu kín. Dạ, vì hoàn cảnh mà chú. Hoàn cảnh gì? Hoàn cảnh như thế nào?
nên chưa hiểu đời. Cuộc đời bạc chẳng như vui, bạc dữ lắm. Tình yêu thứ nhất đã đổi ngôi, người yêu thứ nhất đã phụ tôi. Giấc mơ chung đời thường êm đẹp bên nhau cho đến ngàn sau. Cho nên lúc đó em quyết định, năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Trong nhớ đục chiêu phần gái sang sông, thương vui hết nghĩa ta hồng. Ngờ đâu sớm để tan chồng, trời ghen má đỏ môi hồng. Chết rồi, thằng chồng kế chết rồi. Mới 17 tuổi mà lại đi lấy chồng, bởi vậy không có kinh nghiệm gì, đổ vỡ là đúng rồi. Không phải đâu, chú đừng có nói như vậy. Nó có nguyên do, tại con kể tắt đó, nghe tiếp nè. Kể tiếp đi. Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi? Sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm buồn lên mấy nẻo hẹn hò anh biết không? Biết. Hả, hết không? Nó không biết nhưng tao biết. Sao vậy? Chú mày hát nguyên liên khúc mà ai không biết. Chú hay quá. Bị chồng bỏ phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Thì chồng bỏ kiếm thằng khác. Không, không được chú. Tại sao? Con biết mà, 100 người đều nói y như chú. Bỏ đi kiếm thằng khác, mày còn đẹp quá mà, mày còn ngon quá mà, thiếu gì thằng ngoài kia. Tại sao mày vậy? Nhưng con là loại người chung thủy. Con là một người chung thủy, đạo đức của gia đình con dạy con. Con là một người phụ nữ luôn khép cắn chờ chồng. Khép cửa thờ chồng. Chú la quá, con nói vậy mà bây giờ. Đó, cho nên là con không thể nào đi lấy được, chú biết không? Thành ra bây giờ con nói chú nghe, con cũng thích chú lắm. Mà tâm sự của con hồi nào giờ con chưa có tâm sự ra, con kín miệng á. Chú biết hết tâm sự con rồi. Chú, hay là chú cho con về nhà bên chú. Có cái gì thì con làm phụ với chú, thì chú cho con tiền sống qua ngày, từ từ con làm lại, con làm cuộc đời lại được không chú? Chú thấy con cũng tội nghiệp. Dạ. Thế bây giờ vậy. Dạ. Chú thì lãnh tiền già cũng không được bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà cũng không ăn xài bao nhiêu. Dạ. Thì bây giờ chú cho con 1.000. Hả? À. Trời ơi, 1.000 hả chú? Đúng rồi. Dạ. Để cho con về làm lại cuộc đời. Dạ. Nhưng mà chắc 1.000 cũng làm lại cuộc đời nổi đâu, đúng không? Dạ. Rồi chú sẽ kêu bạn bè của chú á. Chú làm một bữa cơm từ thiện. Dạ. Rồi mỗi một thằng á, mấy chục thằng bạn luôn đó. Dạ, một đứa là 500.000, lúc đó là con có mấy chục ngàn là làm lại cuộc đời được. Dạ, rồi đúng không? Đội ơn chú. Con chỉ cần nhiêu đó thôi. Con có nhiêu là con đi làm đàng hoàng, con đi làm ăn, cái đầu con làm ăn ghê lắm. Đúng rồi. Hồi đó con làm ăn từ giàu mà con tán gia bại sản mà. Không, cái ghê lắm, cái ghê rồi từ tán gia bại sản con cũng có thể lên lại là tán cái gì nữa, đừng lo. Nó sẽ tán, con không biết tán cái gì đâu. Thành ra con cảm ơn chú nhiều lắm, con cảm ơn chú nhiều lắm. Đi, chú cháu mình đi. Đi. Hoặc. Gấp quá vậy, từ từ cho cái đó bạn bè là phải gọi điện thoại rồi email cho nó rồi phải năn nỉ nữa. Thì bây giờ đâu có sao, con về nhà chú trước đi. Đó rồi xong sau đó chú cháu mình đi từ nhà. Mình góp từ từ đi, tại vì tiền từ thiện mà người ta hứa người ta cho lại lấy liền đi để tao đổi ý. Với lại mình phải làm liền vậy đó mà mình mới làm giàu được chứ còn thôi là nghèo hoài đó. Được không chú? Cũng có lý, cũng có lý. Dạ.